Hello mọi người, là Đoàn đây và hôm nay khác như mọi hôm nha mọi người. Hôm nay là không có chỉ cách gì hết cả, hay là không có làm cái gì cả. Hôm nay là chỉ vô mua đồ mọi người. Nghe nói cái bộ đồ mới mọi người, mình mới vô cái mình thấy cái bạn kia bạn xong mình vô mình chết thử cái thử có nha mọi người. Cái bộ đồ con bò ấy, đây có nè mọi người. Ra cái gì gói bò, con bò hung nè mọi người, bò kẹp kìa với một con bò hung. Đây để mình mua gói con bò kẹp trước nha mọi người. Đây có ba món mọi người, một cái đầu với một cái thân với một cái dép đấy, đẹp chưa? Để mình mua mình review thử cho mọi người, ai mà thấy đẹp thì vô mua nha mọi người. Đây chắc mọi người chắc tiêu hết rồi chắc kim cương mũi của mình thấy chẳng nên chăm thôi mà mọi người tiêu sạch hết rồi. Đây review ra một vòng thì cũng đẹp mọi người, khá ổn ấy, mọi người thấy đẹp không? Chứ mình thấy là quá là ok mọi người. À mà rồi kim cương thì vào hốt liền nha mọi người. Ai những ai mà thích sưu tầm mấy cái bộ đồ mà con vật đấy thì mọi người phải mua nha mọi người, phải mua cho mình vì nó rất là đẹp. Đây đang quay video với bạn lại chào chào cũng gì đây trời. Rồi clip tới đây cũng dài rồi, bye bye mọi người nha. Ai mà còn kim cương ấy thì nhớ vô mua nha mọi người.